Bình linh của ta, bình linh của ta, các người mau tỉnh dậy đi, các người sao vậy nè? Xin lỗi, xin lỗi, ta đã tới trễ. Ta không thể bảo vệ các người, tất cả là lỗi của ta. Ngươi đừng giả mèo khóc chuột nữa. Tình thủ lĩnh tay tình em đến tết kia, chính ngươi đã bán đứng đồng lại. Ngay cả bọn ta là thuộc hạ dưới trướng của ngươi, ngươi cũng bán đứng luôn. Tại sao, tại sao? Không, không, ta không hề muốn như vậy. Ta không hề biết trước lũ TV Man đã phục kích sẵn ở đây, tạo ra một cái bẫy to lớn như thế này. Cầm mồm ngươi lại. Bấy lâu nay trong quân đoàn Eritus bọn ta đã tồn tại một tín đồ. Người, người đã đứng về phe của lũ TV Man, phản bội lại lời của chúng ta, phản bội lại chúa ta. Nhưng bọn ta vẫn tin người, vẫn chiến đấu với chứa của người. Thật không ngờ, bây giờ là đúng sự thật. Người đã dẫn bọn ta vào cái bẫy này, và tất cả những Eritus Man đều chết sạch hết. Chỉ còn người sống sót mà thôi. Bây giờ, ta liều mạng này, ta kéo người chết chung. Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao ngươi là thuộc hạ ta nhưng lại không tin ta chứ? Tất cả mệnh lệnh tiến quân đều do cấp trên truyền xuống, ta chỉ nghe theo mà thôi. Không kịp, không kịp. Các người nói cái gì? Trong nội bộ chúng ta có kẻ nội gián phản bội hay sao? Vâng, đúng như vậy. Thưa đức vua tài tành Eritus, có vài binh sĩ đã bí mật báo lên chuyện này. Kính thưa đức vua, chưa có bằng chứng rõ ràng, xin ngài đừng nghe lời tấu sàm bậy. Và lại, tài tành Eritus cùng với Upray tài tành Eritus đã lãnh đạo các quân sĩ chiến đấu với lũ TV Man nhiều năm rồi, họ không thể nào phản bội chúng ta đâu. Ôn cha tài tành Eritus, người ngây thơ thật đó, không có gì là thay đổi cả. Đặc biệt là lòng người, ta còn nghe nói lũ TV Man đã hối lộ cho tài tành Eritus và Upray tài tành Eritus rất nhiều vàng bạc, gái đẹp. Chắc chắn bọn chúng đã động lòng rồi. Được rồi, các ngươi đừng có cãi nhau nữa. Hãy mau triệu hồi tài tình Eritus và Upray Eritus về đây cho ta hỏi chuyện. Đức vua ơi, đức vua ơi, tôi về rồi đây. Không hay rồi, không hay rồi. Cả đội quân tôi lãnh đạo tiến về phía bắc bị mắc bẫy của lũ TV Man và bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người nói cái gì chứ? Cả 1/2 đội quân của ta đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi à? Nhưng tại sao ngươi còn sống? Kính thưa đức vua, lời đồn không hề sai, sự thật đã quá rõ ràng. Hắn đã phản bội lại chúng ta, câu kết với lại TV Man để diệt chính đồng loại đội quân của mình. Hãy để tôi ra tay tiêu diệt tên tài tình Eritus này. Không, không, dừng lại đi, em vô tài tình Eritus. Tôi không phản bội lại chú ta, tôi không phản bội lại đồng loại, tôi không phản bội mấy người. Cắt mồm, xuống địa ngục mà thanh minh đi. Thưa đức vua, chỉ còn một kẻ phản bội nữa, phải diệt trừ sạch sẽ bọn chúng để tránh hậu quả sau này. Vậy thì hãy mau đi thu hồi binh lực của Upray Titan Elitist và giải hắn về đây cho ta. Vâng, tuân lệnh, thưa đức vua. Nãy giờ ta nói cái gì, cái người nghe rõ chưa? Chúng ta thà chết, thà hy sinh mất mạng, cũng không để mất lãnh thổ vào tay của lũ TV Man. Này, Upray Titan Elitist, người sẽ không còn khổ cực ở trên chiến trường nữa rồi. Mau quay về lãnh địa của chúng ta, chúa tể muốn gặp ngươi. Là đệ vô tài tình Eritus, sao ngươi lại ra tận chiến trường thế này? Không lẽ nội địa căn cứ của chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi à? Không sai, đã có vài binh sĩ mật báo cho đức vua của chúng ta biết rằng có vài kẻ đã phản bội, nội gián cấu kết với loại TV Man. Cái gì? Kẻ nào to gan đến như vậy? Ngươi đừng giả vờ không biết nữa. Tình tài tình Eritus, hắn đã bán đứng chúng ta, khiến cho cả đội quân hắn lãnh đạo chết sạch sẽ. Còn hắn cuối cùng cũng đã bị vạch trần và xử tử. Trước khi chết, hắn cũng khai ra ngươi là đồng phạm đó. Ngươi nói cái gì? Cậu ấy và cả đội quân của cậu ấy đều chết sạch. Ta không tin, mà ta cũng không phản bội lại đồng loại Eritus. Người phù không ta,
ngươi không có bằng chứng rõ ràng. Ngươi muốn bằng chứng à? Vậy thì hãy giao nộp binh lực rồi mau quay về lãnh địa của chúng ta chịu tội đi. Không, không, bây giờ ta không thể về, ta không thể rút quân. Nếu không, lũ TV-Man sẽ chiếm vùng lãnh thổ ở đây mất. Chắc chắn đây là cái bẫy của lũ TV-Man bày ra. Người to gan thật, người dám cãi mệnh lệnh của đức vua Titan Eritus à. Vậy thì tiền trảm hậu tấu, ta sẽ giết người lấy đầu của người về tạ tội với ngài ấy. Cái gì? Người nghĩ người có thể đánh bại được ta hả? Sao? Sao hôm nay người trở nên mạnh đột biến thế này? Được rồi, cuối cùng binh lực cũng thuộc về ta. Nào, toàn bộ quân sĩ Eritus, mau theo ta tiến về căn cứ lãnh địa của chúng ta. Hả? Nhưng mà còn chiến trường bảo vệ biên giới thì sao? Lệnh bài binh lực đang nằm trong tay của ta, các người dám cãi lên à? Chúng tôi biết rồi, mau tiến quân về căn cứ nào anh em. Nhanh lên cho ta. Ta sắp mở ra một thời đại mới rồi. Đúng rồi. Hả? Thì ra là ngươi, Devil Titan Eritus. Tại sao ngươi lại đưa nguyên cả một đội quân bảo vệ biên giới quay về căn cứ của chúng ta làm gì chứ? Thời đại sắp thay đổi rồi, Ultra Eritus à. Nếu ngươi biết thức thời thì hãy về phe của ta. Lúc đó ta có thể ban cho ngươi một chức vị cao quý. Còn nếu chống ta, cản đường ta trở thành vị hoàng đế mới của Titan Eritus, ta sẽ cho người tàn sát. Người nói cái gì vậy? Không lẽ cái phản bội không ai khác chính là người? Khốn kiếp, các binh sĩ, hắn là kẻ phản bội lão đức vua, hắn là kẻ phản bội lên lời của chúng ta. Đừng nghe theo lời của anh. Trong tay ta đang cầm lệnh bài binh lực, binh lính chỉ nghe theo lệnh bài mà thôi. Mau tiến lên giết chết tình huống cha tay thành Eritus đi cho ta. Rồi tất cả các binh lính ở đây cùng ta đón ngay về. Ta sẽ thăng quan tiến chức cho tất cả các ngươi. Không, dừng lại đi. Lũ chết tiệt này. Không lẽ các ngươi đã quên công ơn của chúa tể tài tình của chúng ta hay sao? Hay lắm. Đến lúc đọt ngay bị thôi. Sao ta cảm thấy có gì đó bất an thế này? Tiếng bước chân ở đâu? Sao nhiều vậy? Tình vua tài tình Eritus vô dụng kia. Đến lúc triều đại của ngươi sẽ kết thúc rồi. Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế này? Cả một đội quân ở biên giới, sao các ngươi quay về đây tất cả thế này? Người cai trị loài Eritus bấy lâu nay mà chẳng được tích sự gì. Vùng biên giới luôn bị eo hẹp lại bởi loài TV-Man. Ta thấy ngươi chẳng xứng đáng làm vua. Ta đã cấu kết với loài TV-Man, trong ứng ngoại hợp, và bọn chúng hứa sẽ cho ta làm chúa tể mới. Ta sẽ thống trị loài Eritus theo cách riêng của ta. Khổ kiếp, tình đề một tay tình Eritus đây. Ta không đối xử tệ với ngươi, tại sao ngươi lại phản bội ta? Quân lính đâu? Một vài tay tình Eritus, một trái tay tình Eritus, các ngươi đâu rồi? Mau ra ứng cứu ta. Ngươi là lớn lên, tất cả những quân lính, kể cả lũ khốn kiếp tay tình đó, kẻ nào chống với ta đều bị giết chết hết rồi. Còn lại tất cả đều theo phe của ta, đều muốn lật đổ đế chế của ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận.